Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 5, 3, 7, 1, 8, 0, 0, 5. Giải 6, các vé tận cùng mang số 1, 0, 7, 0, 9, 5, 4, 4, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 1853, 5302, 2858, 0332, 3887, 9106. Giải 4, các vé tận cùng mang số 2320, 0344, 4038, 5493. Giải 3, các vé tận cùng mang số 55838, 87861, 81301, 12200, 75630, 88618. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 56387, 17280. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 63262. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 90956. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 10NT, 11NT, 15NT, 1NT, 6NT, 8NT.